Hôm nay Lưu được cho nguyên một đĩa trái cây luôn. Giờ làm gì ta? Trái cây ngào đường phiên bản khổng lồ. Đợt trước là anh Gấu có làm rồi nhưng mà thôi bỏ đi. Cái đó fail, fail quá trời fail luôn. Giờ Lưu sẽ chỉ các bạn từ A đến Z, xong rồi ăn liền cho các bạn biết luôn nha. Theo Lưu. Ok, đây là toàn bộ nguyên liệu Lưu sẽ làm món ngày hôm nay. Lưu đã chuẩn bị hết rồi. Giờ mình nói nhanh, gọn, lẹ. Giờ mình làm luôn ha. Giờ mình sẽ xiên táo AK hồ lô khổng lồ. Bắt tay Lưu làm. Một phần ba siro bắp vừa được chảo nên đặt lại. Nếu như mà mấy bạn vẫn chưa biết là chai siro bắp nó như thế nào thì đây, chai này là made in Hàn Quốc luôn, đúng chuẩn siro bắp luôn. Mấy bạn có thể mua ở những cái tiệm làm bánh, nói chung là ra đó hỏi nhân viên là người ta sẽ chỉ cho mấy bạn chai này nha. Bây giờ thì mình chỉ có quậy đều nữa thôi và mình sẽ nhắm chừng khoảng 15 phút nữa thì mình sẽ test thử coi là cái đường này nó đã cứng lại chưa nha. Quay đều, quay đều, quay đều. Da 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 da. Các bạn đã thấy soi ù lên chưa? Bóng bóng nổi. Sao rồi, giờ Lưu sẽ cho táo vào trước nha. Mấy bạn thấy sao? Đẹp không? Sau khi mà tráng qua một lớp đường rồi thì mấy em mình vô cùng nóng bỏng. Thật ra là cái này á, nếu mà mấy bạn để càng lâu thì ăn nó sẽ rất là ngon. Tại vì là cái lớp đường bên ngoài á, nó sẽ cứng lại. Thật ra để khoảng chắc 1 tiếng, 2 tiếng để lại vậy. Nhưng mà tại vì mấy em hot quá, nhìn hấp dẫn quá trời luôn á, mà Lưu thì không có sức kiên nhẫn để chờ, cho nên là Lưu sẽ quất luôn, không đợi nữa. Giờ mình sẽ ăn luôn nha. Đây là kẹo hồ lô phiên bản của Lưu. Bự, rất bự. Kẹo hồ lô mà mấy bạn thấy trong phim là không có cửa gì với cái kẹo hồ lô này đâu. Giờ mình sẽ ăn luôn nha. Lớp đầu tiên mà khi mà mình cắn vô á, rồi thì rắc, tức là nó rất là giòn. Nhưng mà như Lưu đã nói, Lưu đợi không được, cho nên là ăn này cũng ngon lắm, tức là nó sẽ dẻo. Còn với cái cây thì táo thì đúng như nó phải giòn, nên là cái này nó sẽ cuốn lại cái kia. Này giống như là từng level khác nhau, để giờ làm sao cắn cho nó bự hơn.
tìm hiểu có tới calo thì cắn ba trái thử nha. Lu dọn xong hết rồi. Còn bây giờ Lu sẽ nói cho các bạn nghe một bí mật. Đó chính là đợt trước là anh Gấu có làm rồi, nhưng mà thôi bỏ đi. Cái đó fail. Fail quá trời fail. Fail. Fail quá trời fail. Thôi, tôi đã biết tôi fail rồi, cho nên là giờ tôi cũng đang quê lắm. Nhưng mà thôi mấy bạn à, ai cũng sẽ có cách ăn riêng của người đó thôi. Cái mà giòn á thì ăn sẽ rất là ngon theo cái cách đó, nhưng mà cái mà dẻo á ăn cũng sẽ ngon theo cách của dẻo thôi. Cái nào cũng được, cho nên là tùy vào khẩu vị của mấy bạn mà làm thôi nha. Clip thì cũng quá dài rồi, và Lu thì đang cứng họng tại vì là kẹo vẫn còn dính ở trong này nè. Cho nên là mình sẽ kết thúc clip tại đây và hẹn gặp các bạn ở những clip sau. Nếu thấy clip hay hãy like, share và nhấn subscribe cho Khánh Đăng TV nha. Còn giờ thì bye bye.